Hương Thơ và chương trình Câu chuyện Y khoa do Bệnh viện Oncos Memorial Bảo Trẻ xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hương Thơ rất hân hạnh được tiếp chuyện với một người bác sĩ trẻ mà chúng ta đã quen thuộc với cái tên là Lê Tâm, là ca sĩ của Asia, nhưng bây giờ là bác sĩ Lê Tâm của Bệnh viện Oncos. Bác sĩ Lê Tâm chuyên về nội khoa và các bệnh liên quan đến giấc ngủ. Hương Thơ xin mến chào bác sĩ Lê Tâm. Xin chào chị Hương Thơ và xin chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn TV. Trước khi chúng ta bước vào câu chuyện về bệnh ngưng thở lúc ngủ, tức là obstructive sleep apnea, cho Hương Thơ hỏi vài câu đời tư một tí xíu là tại sao là từ ca sĩ lại trở thành bác sĩ? Chắc tại vì lúc xưa hát không có ai nghe thì bắt buộc phải trở về con đường khác thôi. Nhưng mà cái nào thích hơn? Hai cái là đúng, có cái hay riêng của nó. Thì lúc đúng là lúc mà hồi thời tầm đi hát thì cũng vui lắm, và cũng có nhiều cái memory kỷ niệm, nhưng mà hồi xưa tới giờ Tâm cũng thích y khoa, thành mình tới cái tuổi nào đó mình nghĩ thôi con đường nó cũng dài lắm, thôi mình phải phải bỏ một cái để mình theo cái khác. Đầu dồn hết tâm trí và bây giờ nếu quý vị nào muốn làm hẹn với một người bác sĩ mà từng là ca sĩ mà quý vị yêu mến ngày xưa trên Asia Production thì có thể gọi điện thoại vào số 714 643 922 9442. 943. Quý vị có thể nhìn trên màn ảnh, Hương Thơ sẽ ghi lại cho quý vị ghi lại. Và đề tài ngày hôm nay, hội chứng ngừng thở khi ngủ là gì thưa bác sĩ Lê Tâm? Cái bệnh đó tiếng Anh mình gọi là sleep apnea, là coi như là trong giấc ngủ mình nín thở hay là mình ngợp thở. Cái sleep apnea thì nó cũng có hai loại khác nhau. Một loại là mình có một cái gì nó chặn cái đường thở của mình buổi tối lúc mình ngủ, và cái thứ nhì là cái não mình nó không có cho mình một cái giống như là một cái tín tiếng Anh nó gọi là cái signal để cho mình thở. Tại vì cái thở chị biết cũng có một cái tự nhiên, ví dụ mình không có chú ý vào cái thở mình cũng tự nhiên mình thở. Còn lúc nào ví dụ Tâm nói chị Hương Thơ, bây giờ chị Hương Thơ thở đi cho Tâm, thì chị Hương Thơ cũng thở được, coi như chị Hương Thơ cũng điều khiển được cái thở của chị. Nhưng mà lúc mà mình ngủ rồi đó, mình không còn cái như là mình tại vì mình không còn tỉnh nữa, thành lúc mình muốn thở mình thở cũng không được, thành mình phải nương tựa về cái tự nhiên, cái automatic breathing đó. Thành lúc tối mà ví dụ mà mình bị ngợp thở đó, nó rất là nguy hiểm, tại vì mình không có biết lúc nào mình ngợp hết, trừ khi lúc nào mà mình không có đủ cái không khí mình thở vô, không có đủ oxygen, lúc đó mình bắt buộc mình phải dậy. Con người mình nó làm giống như là một cái alarm đó, tại vì nếu mà mình không dậy thì coi như là mình ngủ luôn. Thành cũng quan trọng lắm, nhưng mà cái lúc mà mình đã alarm để cho mình dậy đó, lúc đó nhiều khi nó đã nó gây cho nhiều cái biến chứng khác. Đúng rồi. Vậy là có hai loại là obstructive sleep apnea là ngừng thở khi ngủ, là mình vì cái cổ họng bị hẹp hay là nó đóng lại phải không ạ? Đúng. Còn vậy, cái thứ hai là gọi là central sleep apnea là ngừng thở trung tâm khi ngủ, là cái não này bác sĩ nói là nó không gửi cái tín hiệu đúng đến cái cơ của cái muscle của mình để đúng giúp rồi mình thở, yeah, với cái cơ trên cổ họng của mình, yeah, phải không ạ? Thì cái nguyên nhân nào gây ra bệnh này thưa bác sĩ? Thì cái obstructive sleep apnea là cái mà nói chung là nếu mà người ta nói là sleep apnea, thường người ta nói là người ta cái ý của người ta nói là cái obstructive sleep apnea, tại vì cái đó là cái bệnh thường nhất. Còn cái mà central sleep apnea thì nó hiếm. Có central sleep apnea thì nhiều người bị bệnh tim hoặc là nhiều người bị stroke. Rồi cái xong cái brain họ, cái chỗ mà họ control cái thở đó nó bị hư. Thành họ bị cái nó gọi là central sleep apnea. Nhưng mà cái obstructive sleep apnea là cái mà cộng đồng mình bị nhiều nhất. Nói chung là trong 10 người có thể hết tới 2 hoặc 3 người bị obstructive sleep apnea. Cái lý do mà mình bị là tại vì cái đường thở nó hẹp, giống như chị Hương Thơ nói đó. Cái đường thở nó hẹp, và lúc mà mình ngủ xuống, mình nằm xuống đó, thì cái lưỡi mình nó lọt vào trong nó lúc mình thở. Thành những người đó, cái triệu chứng mà chính nhất là cái ngáy. Là cái ngáy là giống như là cái hơi nó nghẹt, nó vô không có đủ, thành nó ngáy. Chứ nếu mà hơi mà nó thông thì mình sẽ không có ngáy. Mà không phải là ngáy là bị, tại nhiều người họ ngáy bằng mũi. Đúng như đúng vậy. Không ạ? Là
là không có phải cái ngáy nào cũng là cái bị sleep apnea, nhưng mà nói chung là nếu mà mình cảm giác mình ngáy đó, mà mình vừa cảm giác mình mất ngủ và ban ngày mình cảm giác giống như là mình mệt mỏi, mình buồn ngủ hay là mình hơi thường ngủ gục, ngủ trưa, thì có thể cái đó là một cái triệu chứng của cái bệnh sleep apnea. À, rồi cái vấn đề cân nặng thì sao bác sĩ? Những người mập, nghe nói người mập quá cũng dễ bị ngáy. Đúng như vậy. Cũng bị sleep apnea. Đúng như vậy. Cái bệnh này thường thường nếu mà nói trong cộng đồng người Mỹ đó, thì cái mập là cái mà là nguyên nhân chính để họ bị cái này. Cộng đồng Việt Nam mình thì cũng có, lâu lâu cũng có, dạo này thì có nhiều người cũng nặng cân cũng mấy có em. Thì cái đó nó cũng làm cho cái sleep apnea, nó cũng làm cho cái sleep apnea nó có worse, nó nặng hơn. Nhưng mà cái người Việt Nam mình, người ở Đông mình thì cái anatomy là coi như là nói cái là cấu trúc cái mặt, cái xương của mình nó nhỏ hơn cái người Mỹ, thành cái đường thở mình nó hẹp hơn. Thành cái nguyên nhân mà người Việt Nam mình bị nhiều đó là tại vì cái hàm ở dưới thường thường nó ngắn hơn chút xíu. Nhất là những người mà ví dụ mà mình nhìn, cái này nó gọi là cái profile, đó là mình nhìn bên đây. Bị cái hàm dưới nó vô chút xíu, nó gọi là hô đó, bị hô. Bị hô răng nhưng mà cái cằm nó lẹp vô. Cái cằm nó lẹp vô, đúng rồi chị. Nếu mà mình bị như vậy mà mình, cái nói chung là mình ngáy và mình ngủ, cái giấc ngủ mình nó không có đều. Ví dụ mình thường thức đêm, hoặc là mình thức dậy bữa tối mình thường cần đi tiểu như vậy đó, hoặc là sáng dậy mình khô, hay là mình dậy bị nhức đầu, những cái đó những cái triệu chứng của cái bệnh sleep apnea. Rồi như những người cũng như nãy cái lưỡi mà cái cổ họng thì hẹp, cái lưỡi mà nó lớn quá cũng làm cho vấn đề đúng không? Dạ đúng. Rồi những người bị bệnh dị ứng thì sao, họ có thể bị cái này không, allergy đó, những người cái bệnh này có thể cái triệu chứng đầu tiên của cái bệnh này có thể là mình dị ứng, có thể là mình bị nó gọi là asthma, là coi như là bị suyễn. Tại vì tối ngủ mình bị như vậy, cái chất acid trong cái bao tử á, nó có thể nó đưa vào trong cái airway, là cái bronchus đó, nó làm cho mình bị ngứa, rồi nó làm cho mình bị suyễn. Vậy là những cái triệu chứng này bác sĩ nói là người nào nó sẽ cho ta, có nhiều người không có triệu chứng mà cái triệu chứng rõ ràng nhất là ngáy lớn và ngáy to hơn là bình thường. Và cái người bị này họ đâu có biết, trừ khi nào người bên cạnh, người vợ, người chồng hay người thân nói ủa sao mà ngáy to thế. Đúng đó vậy, là đúng một vậy. Mình nên để ý phải không ạ? Dạ vâng, đúng như vậy. Rồi ban ngày như bác sĩ nói thì ngủ không có yên giấc, không có chọn giấc thì ban ngày mình sẽ mệt, rồi mình ngủ gà ngủ gật ban ngày. Rồi những bác sĩ nói là cũng nghẹt thở, khô cái miệng. Tại sao mình khô miệng bác sĩ? Thì nói chung là tại vì mình nghẹt đó, mình ráng thở mà mình thở không được. Và thường thường như vậy là lúc nào cái tự nhiên của mình lúc mình ngủ là mình thở bằng mũi, cái miệng mình lúc nào cũng đóng hết, nhưng mà lúc mà cái hơi nó nghẹt đó thì tối mình bắt buộc phải hả miệng mình thở, mà lúc mình hả miệng như vậy thì mình dễ bị khô đó. Đi tiểu, tại sao đi tiểu? Tại vì thức dậy là mình đi tiểu. Đúng như vậy. Cái đi tiểu đó bữa chứ tối phải tại vì uống nước nhiều. Thì cũng có nhiều nguyên nhân. Có thể nguyên nhân là mình, ví dụ cho đàn ông là có thể cái nhĩ cầu tuyến nó to, làm cho người ta phải dậy đi tiểu, hoặc là những người bị tiểu đường, cái triệu chứng của tiểu đường nếu mà mình không có control nó đó, thì cũng là một cái triệu chứng là mình dậy, thường dậy đi tiểu bữa tối. Nhưng mà how related to cái thì lúc mà mình cái sleep apnea đó nó cũng làm cho mình cái pressure trong cái thận đó, nó làm cho mình cái thận nó stretch, nó release cái gọi là atrial peptide, và cái đó nó làm cho mình muốn tiểu cảm nhiều. Giác muốn đi tiểu. Rồi nếu mà như vậy thì chắc thức dậy ban ngày thì khó mà focus, khó mà tập trung tư tưởng để làm việc, đúng và dễ vậy. Bị gây tai nạn nguy hiểm. Đúng như vậy thì... đúng như vậy, tai nạn xe cộ, ngủ gục, nhiều người mất việc làm, nhất là những người mà làm cho những cái ngành mà bắt buộc phải tập trung nhiều, phải buộc tập trung alert, những người tài xế lái xe, hoặc là những người lái máy bay, những người làm thợ tiện, máy móc dùng cái machine nhiều cũng nguy hiểm lắm. Vâng, đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng một vài phút để gửi đến quý vị vài thông tin thương mại và sẽ trở lại với bác sĩ Lê Tâm, mà chúng ta có thể nhận ra là ca sĩ Lê Tâm ngày xưa của Asia, với đề tài là bệnh mất ngủ, ngưng thở khi ngủ, obstructive sleep apnea. Xin quý vị tiếp tục theo dõi.